Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Tết ở làng địa ngục, thể loại kinh dị, trinh thám, kỳ ảo. Tác giả Thảo Trang. Hồi 18. Vè vè, cả làng chết hết, chúng tao cả mừng. Ngọn lửa cháy phừng phừng thiêu rụi mấy chục người, bao gồm cả người lớn và trẻ nhỏ. Lửa cháy xém trên da thịt khiến cho tất cả đều biến thành những ngọn đuốc khổng lồ. Mùi thịt người hòa quyện với mùi gỗ vàng tân, tạo thành một thứ hỗn tạp, vừa ngai ngái tanh tanh, vừa nồng đến lợm giọng. Tiếng gào thét đau đớn của nạn nhân, tiếng kêu khiếp đảm của những người chứng kiến, tiếng hát vẻ lanh lảnh của lũ trẻ con từ xa vọng lại. Tất cả âm thanh hỗn độn ấy hòa với nhau vang vọng khắp núi rừng. Vượt qua những con dốc trùng trùng điệp điệp, người miền xuôi sống ở dưới chân núi, người miền ngược sống ở rặng núi khuất xa cũng nghe thấy. Dù chẳng thể rõ ràng, điều cũng đủ khiến cho kẻ cứng bóng viên nhất cũng phải lạnh cả người. Không khí trong làng lúc ấy đương căng thẳng, người ta hò nhau chạy ra bờ suối gần đó xách nước. Không ai mang chum vải để đựng, họ luống cuống chạy về nhà tìm kiếm để ứng cứu. Cha con nhà cậu Đức, ông Tư bà Tư cùng hàng loạt người khác đều vắt chân lên cổ mà chạy đua với thời gian, nhưng mong có thể cứu được người nào hay người nấy. Điều quái dị ở chỗ, ngọn lửa xuất hiện đột ngột từ giữa không trung là có thể thiêu rụi người ta chỉ trong nháy mắt. Người làng xoay sở mãi cũng mang được nước đến nơi, nhưng càng đổ nước vào thì ngọn lửa lại càng bùng cháy dữ dội hơn trước. Nhưng người già cả chứng kiến cảnh tượng đó đều ngất đi tỉnh lại mấy lần. Đám thanh niên trai tráng cuối cùng không thể ngăn được ngọn lửa quá mạnh, nhìn nhau lắc đầu rồi bưng thõng mấy chiếc vải trên tay. Ai nấy đều đầm đìa mồ hôi. Nhiều gã trai làng còn bật khóc nức nở. Ngay cả người cứng cỏi gan lì như cậu Đức cũng quỳ xuống dưới mặt đất nóng bỏng, đôi mắt đỏ hoe nhìn đứa người trước mắt dần dần trở thành than bụi. Trời tờ mờ sáng nhưng người làng chẳng ai muốn về. Họ thất thần nhìn lớp tro tàn trước mặt vẫn còn đương bốc khói nghi ngút. Một cơn gió lạnh từ ngoài bờ suối thổi vào khiến lớp tro tàn quân bay nhẹ nhẹ. Chỉ mới vài canh giờ trước đây còn là người đương sống sờ sờ, vậy mà nay chẳng thể nào phân biệt được ai với ai. Tất cả đều đã hóa ra tro, ngay cả một mẩu xương vụn cũng chẳng còn. Cô khảm run lẩy bẩy nhưng vẫn cố gắng chống gậy để lại gần đám tàn tro trước mặt. Hai mắt cụ đỏ hoe mở dần đi vì nước mắt. Cô cúi xuống vốc một lớp tro đen kịt rồi lại thả cho nó bay theo gió. Cô khẽ hỏi cha con nhà cậu Đức, chết bao nhiêu người rồi? Cậu Đức ngoảnh nhìn những người còn sống sót khẽ nhẩm đếm. Bà Tư thấy cha chồng như vậy liền cắt ngang lời cậu Đức, đừng nói ra giờ không tiện. Cô khảm đập cây gậy trúc xuống đất rồi sáng giọng, thà bảo nói. Thấy thái độ của cha chồng, bà Tư hoảng sợ không dám ngăn cản thêm. Cậu Đức nuốt nước bọt một cách khó nhọc rồi rụt rè thưa, bẩm cụ, làng ta cả thầy có 193 người. Từ Tết cúng ông táo tới giờ làng ta có tới 10 người chết, lại thêm vợ chồng ông Thập không biết ở đâu là mất 12 người. Vợ nay con đếm ở đây chỉ còn khoảng 91 người, nghĩa là đêm qua làng ta có khoảng 90 người đã bị lửa thiêu chết đã. Cậu Đức chưa kịp dứt lời, những người còn lại trong làng đã òa lên khóc. Tiếng khóc lớn đến nỗi làm bầy chim làm tổ trên ngọn cây cao vút ở đằng xa cô phải giật mình. Cô khảm quay lại nhìn những người còn lại ít ỏi trong làng, phần đông đều là người già cả, một số khác lại là đám thanh niên chưa vợ chưa chồng. Số người chết hôm qua đều là kẻ đã làm cha mẹ chết cùng với con cái của chính mình. Trong lòng cụ khảm trào dâng và nỗi nghi ngờ rất khó diễn tả. Người xưa khi gây chiến sự đều phải nhắm vào đám người già trẻ nhỏ cho dễ bề khống chế, sau đó mới trực tiếp đối đầu với đám thanh niên trai trắng. Cô không thể hiểu vì sao kẻ tà ma quái ác nào gây họa ở đây lại hành xử lạ đời đến thế.
Chẳng lẽ quỷ sự sẽ còn tiếp diễn cho đến khi nào dân trong làng tuyệt diệt mới thôi sao? Người mang hận thù sâu nặng như vậy, liệu còn có ai ngoài kẻ đó? Vừa mới nghĩ đến thế, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cụ. Đích thị là kẻ đó chứ chẳng phải ai. Năm xưa, băng cướp gây ra tội nghiệt chỉ để một người duy nhất trốn thoát. Nếu như vợ của lão thương gia tơ lụa năm xưa có thể thoát đại nạn, lại thuận lợi sinh đứa trẻ ra, vậy thì tính đến nay, đứa nhỏ đó cũng phải xấp xỉ hơn 8 tuần. Mặc dù chưa từng gặp mặt đứa nhỏ trong bụng người đàn bà, nhưng chứng kiến những gì nó gây ra, cũng có thể thấy đầu óc của đứa nhỏ thật thâm sâu khó lường. Cô bàng hoàng nhớ lại chuyện đêm qua, trước khi ngất đi còn kịp nhìn thấy bóng dáng hai con quỷ mắt đỏ, đuôi dài, toàn thân đỏ rực, đứng nhìn chằm chằm đống người bị bốc cháy phía trước. Cơn gió lạnh khiến cụ như bừng tỉnh. Cụ nhớ ra sau lưng hai con quỷ ấy còn có bóng dáng một người đàn bà có mái tóc dài bay phất phơ trong gió. Lẽ nào lại là thị ta? Đương nhiên, nghĩ đến đó thì giọng nói của ông Tư trôi đến bên tai cụ. Bẩm thầy, trời sắp sáng rồi. Nghe tiết trời thế này khéo có khi lát nữa mưa to đấy thầy ạ. Chúng con xin được phép dọn dẹp cho cốt của người làng ta. Chứ cứ như thế này thì... Cô Khảm lặng lẽ gật đầu. Cô thở dài rồi lặng im nhìn người ta đào một cây hố lớn để đặt chiếc tiểu sành chôn ở đó. Gần 100 mạng người chết rồi, không còn nhìn rõ một mảnh xương nào, dù là nhỏ nhất. Nhưng người còn lại nhìn nhau đầy uẩn tình. Bồ Cô Chiêm chép miệng khẽ nói: chẳng hiểu lửa gì mà cháy kinh khủng đến thế, thiêu rụi hết cả người lẫn mấy chiếc quan tài gỗ. Không một ai trả lời câu hỏi bâng quơ ấy. Sự việc đêm hôm qua dường như đã giáng một đòn nặng nề vào người làng đến nỗi không còn ai có thể tỏ ra bình thường được nữa. Họ chỉ lặng lẽ gom lại từng mảnh tro vừa đen vừa nặng. Chẳng ai biết rằng trong lòng cụ Khảm cũng đang suy nghĩ về điều quái dị ấy. Người sống lâu năm trong rừng núi đều biết gỗ vàng tâm gặp lửa ít cháy, gặp nước không mục, chưa kể tới việc có mùi thơm thoang thoảng nên được quan lại quý tộc trong kinh thành lựa chọn làm quan tài thay cho gỗ ngọc am. Trận hỏa hoạn đột ngột bùng lên đêm qua chỉ vòn vẹn diễn ra trong khoảng 2 canh giờ mà có thể biến cả người sống lẫn đống quan tài thành tro bụi, thật khiến người ta không thể không nghi ngờ. Một ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu cụ Khảm: lẽ nào thứ lửa thiêu kỳ lạ đó lại là lửa từ địa ngục ư? Gian như đây là ngày thường, hẳn là cụ sẽ thầm cười nhạo cho rằng bản thân mình đã lầm cầm mất rồi. Nhưng gần 100 người của làng chết quá kỳ lạ. Có khi nào mẹ con người đàn bà trốn thoát năm xưa đã mang lửa từ chốn âm tào địa phủ lên để đòi món nợ máu? Điều đó có thể lý giải vì sao cụ Khảm lại nhìn thấy bóng dáng của hai con quỷ mắt đỏ rực đứng rừng rưng nhìn đống lửa cháy. Phải chăng chúng là quỷ sai ở chốn âm ti? Dân Đại Việt từ xưa vẫn đã coi trọng chuyện an táng của người qua cố, người làng địa ngục cũng không ngoại lệ. Cho cốt của người chết, đặc biệt là của người bị thiêu sống, rất khác so với những thứ tro bụi mà kẻ người trần mắt đục trông thấy thường ngày. Đầu tiên là mùi tro cốt hơi hăng hắc, ấy là do lẫn máu, tủy, thịt và mỡ mà tạo thành. Những kẻ có thân hình đẫy đà, phỏng như bị thiêu sống thì còn tỏa ra mùi khó chịu hơn gấp nhiều lần, ấy là do mỡ từ trong cơ thể rỉ ra ngoài. Tiếp đến là nơi vong mạng của những người bị thiêu sống cũng xuất hiện nhiều quỷ sự. Người ta bảo rằng những mảnh đất từng xảy ra trận chém giết, mưa máu gió tanh vốn dĩ đã độc, nhưng vẫn chưa thể so bì với những nơi con người ta bốc cháy cho tới chết. Mảnh đất ở đó không thể trồng được bất cứ loại cây gì nữa. Trong phạm vi mấy dặm xung quanh cây cối cũng bị khô héo rồi chết rất nhanh. Phạm những ai vô tình dựng nhà trên những nơi đó, nếu không bị chết vì hỏa hoạn thì cũng chết bất đắc kỳ tử. Dân gian truyền tụng rằng quỷ sự ấy xuất hiện là do hồn phách của người bị thiêu sống không chịu nổi ngọn lửa già quét lên thân nên vội vã rời khỏi xác. Để khi xác chết bị cháy đen không thể nhận ra, hồn phách chẳng còn chỗ trú ngụ nên chỉ quanh quẩn ở nơi mà mình đã chết. Chính điều đó biến nơi đây thành một huyệt địa cực độc đối với con người, cây cỏ.
Giờ tị ba khắc, người làng mới dọn xong đống cho cốt dày thành từng tảng. Một thảm cỏ rộng lớn xanh mơn mởn này đã bị thiêu trụi hết. Đến lúc này thì bông rừng phát sinh ra một vấn đề, ấy là không kiếm đủ tiểu sành để đựng cho cốt của người đã khuất. Có người đánh bạo hỏi: hay là làng ta cứ chôn xuống đất đi, không phải đặt trong tiểu sành nữa. Thế nhưng người ấy chưa kịp nói hết câu thì cụ Khảm đã sáng giọng: như thế còn ra cái thể thống gì nữa, họ là quyến thuộc với chúng ta, khi sống đã phải chịu cảnh chui lùi, khi chết lại bi thảm đau đớn, bây giờ bị táng xuống đất chẳng khác nào phân của súc vật, thử hỏi sao chịu được chứ. Nghe cụ Khảm nói, không ai còn dám nói thêm nửa lời. Họ đành chia nhau đi vào nhà của từng người trong làng, kiếm được chum hay vại lớn có thể đựng kín là mang tới. Xem như là những người ở lại cũng đã hết tình hết nghĩa. Chính ngọ vừa điểm, người trong làng tập hợp cơ man nào là vại thóc, bổ đựng lúa, thậm chí ngay cả mấy chiếc nậm rượu cũng đưa tới. Trời mùa xuân nên không khí lạnh đến cực điểm. Hồ lớn hồ nhỏ được trai làng đào ngay trên khu đất từng đặt mấy chiếc quan tài vàng tâm màu đỏ. Khoảng canh từ đó tới khu đất nơi mà dân làng đã từng chôn sống mẹ con Thị Lam cũng chỉ hơn chục bước chân, cũng có thể coi như là cùng một chỗ. Ngẫm lại thì lời nguyền rủa của Thị Lam trước khi chết rằng sẽ quay lại bắt hết lũ trẻ con trong làng để cùng xuống hoàng tuyển vui vẻ với con Thị, xem chừng cũng đã thành sự thật. Thật đúng là oán nghiệt. Ông Thập nằm bất động trong một hang đá, nhưng hình ảnh ùa vào tâm trí ông trong cơn mộng mị. Ông thấy chính bản thân mình, tìm thấy chiếc vòng vàng trên bộ xương. Ông thấy ai đó uống từng bát thuốc lạnh ngắt, thế rồi hình ảnh ấy nhòe đi. Ông lại nhìn thấy con bé Hạch, nhà ông bà Tư, tập tễnh ôm chậu sành đựng cá chép đi ngang qua nhà ông trong trời mưa tầm tã. Rồi hình ảnh lão Võ Tòng hăm hở ôm đống củi băng ngang qua con suối, bất chợt gặp một người mặc áo trắng. Hình ảnh ông Đồ Lam hùng hổ đi đến nhà mẹ con Thằng Đậu, thế rồi lại gặp một người phụ nữ tóc dài buông thõng xuống ngang lưng. Ông Đồ u ớ nói câu gì đó rồi lập tức bị kẻ đó dùng dao đoạt mạng, sau đó chặt phần hạ bộ của ông ta ra làm ba. À, đàn bà tóc dài đó chặt xong bèn cười nhặt một miếng. Lúc này ông mới nghe thấy giọng Thị thì thầm: thử lỗi cho tao, hạ bộ này sao lại có thể sinh nhiều con như thế chứ, không chặt thì lòng tao quả thật không yên. Tiếng ả cười khiến cho ông Thập choáng váng đầu óc. Ông cố chạy theo để nhìn rõ gương mặt Thị. Khi Thị quay lại, ông bàng hoàng nhận ra người đó là ai, tại sao lại có thể như thế. Ông giật mình bước hững chân. Đúng lúc đó ông choàng tỉnh dậy. Không rõ ông Thập và Tam Quỷ đã bất tỉnh bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng khi ông Thập mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trong một hang đá tối thui ẩm ướt. Ông giật mình bật dậy, mình mày vẫn còn nguyên vẹn, nhưng sau lưng áo của ông rách bươm bè bét máu, mùi tanh tanh thoảng qua mũi. Cảm giác sự sống vẫn còn ngập tràn trong cơ thể, ông vừa mừng lại vừa lo. Xem ra con sói lửa khi nãy mới chỉ tha ông về hang chứ chưa muốn ăn thịt. Vậy là còn có hy vọng sống sót rồi trốn thoát ra khỏi nơi đây. Giấc mơ khi nãy khiến ông còn đương run rẩy, nhưng ông cố gạt nó ra khỏi tâm trí. Ông khẽ nhìn xung quanh để đôi mắt quen dần với bóng tối. Mọi thứ xung quanh vắng lặng đến đáng sợ, ngay cả tiếng đập cánh của một con rơi cũng không có. Thỉnh thoảng ông nghe được từ đâu đó tiếng thở rất khẽ của người nào đó, rồi cả tiếng nước nhỏ giọt vào phiến đá lâu lâu lại vang lên một nhịp. Ông bỏ mẫm xung quanh một lúc thì thấy Tam Quỷ nằm một góc cách đó không xa. Gương mặt gã úp xuống nền đá lạnh lẽo, trông giống hệt như một cái xác chết trôi. Toàn thân đau đến kinh hoàng khiến ông Tập không thể nào di chuyển. Ông vơ đại một hòn đá trên mặt đất rồi ném vào Tam Quỷ. Gã vẫn im lìm không động tĩnh. Ông Thập lại ném một hòn đá to hơn trúng thẳng vào đầu. Tam Quỷ bị cơn đau làm cho đánh thức, gã giật mình rồi ôm đầu theo phản xạ, miệng lao bao chửi rủa mấy câu. Thấy Tam Quỷ tỉnh lại, ông Thập cảm mừng khẽ gọi nhỏ: Bác Tam, Bác Tam, dậy mau,
dậy mau. Tam quỷ u ớ vài câu rồi mới giật mình nhổm dậy. Bốn bề xung quanh tối tăm khiến gã nhất thời cảm thấy hoảng sợ. Ông thập thì thào: đừng làm ồn, ở trong hang chưa có làm ồn cậu đánh thức bầy rơi. Nhận ra tiếng của ông thập, tam quỷ ngỡ ngàng: bác thập đây hả? Tôi với bác chưa chết hả? Tôi nhớ là mình bị sói tấn công kia mà. Ông thập hạ giọng thì thào: khẽ khẽ thôi, nhớ đánh động thứ gì đó thì nguy, bác có bỏ qua đây được không? Tam quỷ long ngóng, căng mắt mò mẫm trong bóng tối. Dường như nơi này rất sâu, chẳng thể nào nghe được tiếng động bên ngoài. Khoảng cách giữa hai người đàn ông thực ra không nhiều, nhưng phải lết tấm thân cao lớn khiến cho tam quỷ di chuyển khá khó khăn. Khi đã tới chỗ ông thập, gã mới thấp giọng hỏi: chúng ta đường ở đâu đây? Bác có bị thương không? Ông thập trả lời: tôi chỉ bị chật mắt cá chân thôi, còn lại đều vô sự. Bác còn ngửi thấy mùi máu tanh không? Tam quỷ khịt mũi một cái nhẹ nhẹ rồi lắc đầu: chỉ ngửi thấy mùi máu trên người thôi, còn mùi máu tanh hôi thối như lúc trước thì không thấy gì cả. Tam quỷ vừa xác nhận vừa cầm cổ chân ông vặn nhẹ vào khớp, kêu rắc một tiếng thật nhẹ. Ông thầm thở phào một tiếng, cơn đau đớn dày vào ông bỗng dưng dịu lại. Ông thầm ngẫm nghĩ, có thể con sói không ở trong hang, nếu không thì cả ông và tam quỷ sẽ phát hiện ra mùi hôi thối tanh tưởi trên mình nó. Giây phút ấy, trong lòng ông thầm dấy lên một niềm nghi hoặc. Chó sói dù rằng có ăn tươi nuốt sống thì cũng không thể nào hôi tanh đến thế, ngay cả khi nó là giống sói lửa huyền thoại của núi rừng Tây Bắc Đại Việt. Thế nhưng lúc này chẳng phải là lúc để nghĩ vẩn vơ. Ông gắng hết sức đứng dậy, khẽ xoa một ít nước miếng vào ngón tay rồi đưa ra trước mặt. Đây là cách xác định hương gió từ xưa của người Việt cổ, bản thân ông được cha mình dạy cho khi vừa mới lên năm, không ngờ hôm nay lại đắc dụng. Thấy hương gió thổi ở bên hữu, ông khẽ ra hiệu cho tam quỷ đi về hướng đó. Gã đi đằng trước, ông bám sát phía sau. Lòng hang không quá rộng nhưng lại sâu hun hút. Càng đi cả hai càng nghe thấy tiếng nước rơi tí tách lên phiến đá, là gió thổi vào mỗi lúc một mạnh hơn. Ánh sáng lấp ló từ ngách nhỏ phía xa khiến cả hai mừng rỡ. Mùi hôi thối vẫn không xuất hiện, khiến hy vọng sống còn như đầy thêm đôi chút. Giây phun vừa bước chân ra khỏi ngách đá nhỏ, ông thập choang váng tê xây sầm mặt mày. Tam quỷ bước xuống trước, thấy ông ngập ngừng liền quay lại thì thào hỏi: kìa bác thập, bác làm sao đấy? Ông thập im lặng không đáp, chỉ chân chân nhìn quang cảnh xung quanh. Cái hốc đá phủ kín bởi dây leo dày đặc, miệng giếng trời nho nhỏ ở tít trên cao cắt ngang qua mạch nước ngầm gần khô kiệt, khắp nơi lộn nhộn đất đá. Ông thập bỗng chốc có cảm giác như trở lại thành một thằng nhóc chưa tròn 10 tuổi, cùng thằng bạn thân khám phá ra nơi này. Gương mặt ông thập càng lúc càng trắng bệch. Nếu thế thì bộ xương trắng hẳn là vẫn nằm đâu đó dưới phiến đá cạnh cửa hang. Ông không nói không rằng lê đôi chân tập tễnh đi về phía trước, rồi cúi xuống lật phiến đá năm xưa lên. Miệng hồ vẫn y hệt như gần 30 năm trước, chỉ có điều ông không hề nhìn thấy bộ xương trắng ẩn bị chôn sống ở đâu cả. Thay vào đó, ông còn tìm được một thứ còn kinh hoàng hơn gấp bội. Ấy là mấy chiếc đầu từ xác chết của gia đình nhà thằng Vẹt trong làng. Đầu của xác ông chồng nhu nhược, đầu rũ rời đầy tóc của bà mẹ chua ngoa, rồi cả đầu của thằng Vẹt mấy hôm nào còn đi lại trên con đường lớn trong làng. Một nhà ba vong mạng đều đang nằm vương vãi ở đây, bị cắt nham nhở bởi một hàm răng sắc lẹm. Đó là chưa kể mấy trong mắt của bọn họ đều bị kẻ nào đó móc ra một cách thô bạo, từng mảng da trên gương mặt bị cào rách lòi cả thịt. Cộng thêm mấy cọng dây màu xám đen nay lại trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho đám giỏi bỏ. Tam quỷ thấy ông thập tỏ ra căng thẳng, mặc dù cảm thấy dần dần, nhưng gã vẫn không thể nén nổi cơn tò mò, bèn vội vàng tiến đến. Vừa nhìn thấy mấy cái đầu bị vất lăn lóc trong hố, gã thốt lên kinh sợ: ê, cái gì thế này? Đây là đầu người mà. Ông thập không đáp lại. Câu chuyện có vẻ như rối rắm hơn ông nghĩ. Có lẽ nào
trên con sói lửa đã thả mấy cái đầu về đây. Tam quỷ run lời bẩy, khẽ nói với ông Thập: Bạc Thập ơi, chạy đi thôi, không là chết hết đây. Ông Thập lẩm bẩm nói với chính mình: Sao chúng ta lại ở đây? Đáng lẽ ra ở đây phải còn mạt xương trắng chứ, sao lại thế? Sao lại có thể thế được? Ông chưa kịp dứt lời thì từ phía sau bên trong bỗng dưng có một giọng nói vang lên: Cậu tìm thứ này phải không? Cả hai người đàn ông giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói của một kẻ thứ ba vang lên trong bóng tối. Ông Thập và Tam Quỷ ngẩn người nhìn về phía sau, quên cả bỏ chạy. Từ trong một hốc đá lớn, lão ăn mày quẻ bước ra, tay cầm một bộ xương người lủng lẳng. Đáng sợ hơn ở chỗ, từ hai đầu gối cuộn nguồn của lão xuất hiện hai cẳng dưới đầy lông lá màu đỏ, hình như chân của con sói lửa hôm trước. Tam Quỷ gần như á khẩu khi thấy lão. Gương mặt của lão vẫn y hệt như lúc trước, chỉ có điều đôi mắt vằn lên những tia máu dữ dằn của loài dã thú. Tam Quỷ ngã phịch xuống đất, ú ớ không kêu được thành tiếng. Trái tim ông Thập lúc ấy như ngừng đập. Ông không bỏ chạy, cũng chẳng kêu gào hoảng loạn, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt lão ăn mày quẻ đứng đứng đối diện. Phải rồi, chính ánh mắt này, ánh mắt của loài dã thú mà ông đã từng mơ hồ cảm nhận được khi lần đầu tiên gặp lão ở dưới chợ phiên. Ông Thập đủ thầm trong bụng, ông mới nói gì đó nhưng hàm răng cứng như đeo đá. Lão ăn mày quẻ tập tễnh bước đi trên hai cái cẳng sói. Lão lắc đầu cười buồn: Đừng sợ, tôi là người chứ không phải quỷ. Ít nhất là lúc này thì tôi vẫn là người thật sự. Hai người đàn ông nhìn nhau đầy hoang mang. Lão ăn mày quẻ chậm rãi cao lê bộ xương trắng ẩn đã lốm đốm dựng lên trên vách đá, đoàn lại lôi từ trong hốc đá ra một vài tảng thịt sống. Lão nhóm lửa bằng hai hòn đá cuội to bằng lòng bàn tay người lớn. Củi khô đầy rẫy trong núi nên bắt lửa rất nhanh. Lão liệng thịt sống lên trên một cành củi lớn vắt ngang qua. Mùi thịt bén vào lửa bốc lên thơm nức mũi. Cho dù ông Thập và Tam Quỷ đương gây ra vì sợ, nếu vẫn ý thức được rằng bụng đói cồn cào dữ dội. Lão ăn mày ngước lên nhìn hai người rồi cười: Ha, tôi với các cậu nào có phải người ngoài, chắc các cậu đói rồi, ngồi xuống đây mà ăn cho lại sức. Tam Quỷ nhích lên phía trước một vài bước, nhưng ông Thập thì vẫn đứng yên nhìn chăm chăm vào bộ xương khô lên lão già trước mặt. Biết được ánh nhìn của ông Thập, lão ăn mày quẻ chỉ lặng lặng chỉ xuống mấy cành cây xếp thành hình thù quái dị ở bên cạnh rồi nói: Từ lúc phát hiện ra lão đồ làm bị chặt đứt phần thân dưới thành ba khúc, tôi đã đoán biết được thế nào cô bị làng vu vạ. Sợ liên lụy cho cậu, tôi đã trốn đi ngay trong đêm. Ngày nào tôi cũng gieo quẻ đoán việc, lại nhìn thiên tượng từ hướng về phía làng. Làng cậu chết nhiều người quá, mà có khi sẽ còn chết nữa kia kìa. Ông Thập lặng người đi, gương mặt ông không còn một giọt máu. Lão ăn mày quẻ giơ tay về phía trước rồi khẽ nói: Cả hai ngồi xuống đi, quỷ sự không thể tránh khỏi. Đừng giờ mà không giải quyết cho thâu đao thì e rằng làng cậu sẽ tuyệt tự đây. Lão vừa dứt lời, một tia chớp màu đen xé ngang bầu trời, rồi tiếng sấm ầm ầm vang lên. Người xưa thường bảo chớp vàng tóe lửa là thiên lôi giáng xuống, chớp đen là oán quỷ đến tìm. Tia chớp đen vừa mất, từ xa xăm vọng lại tiếng trẻ con đọc vẻ: Vè 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 vè, cả làng chết hết, chúng tao cả mừng. Người xưa thường bảo chớp vàng lóe lửa là thiên lôi giáng xuống, chớp đen là oán quỷ đến tìm. Tia chớp đen vừa mất, từ xa xăm vọng lại tiếng trẻ con đọc vẻ rõ mồn một. Tiếng hát vẻ cứ thế văng vẳng vọng lại. Giữa ánh lửa bập bùng, mùi thịt rừng bốc lên thơm phức. Ông Thập gương mặt nặng nề, lắng tai nghe thật kỹ những câu vẻ ma quái. Một lúc sau thì trời đổ cơn mưa nặng hạt, không còn chớp nữa mà chỉ còn tiếng sấm đì đùng trên không trung. Lão ăn mày quẻ nhìn hai người đàn ông đang ngồi trước mặt, đoán chừng họ đói bụng lắm để lão đưa cho mỗi người một rẻ sườn vừa chín tới. Vô gì lúc đầu ông Thập chẳng có lòng dạ nào để ăn uống, nhưng hương vị ngọt ngào của thứ thịt rừng đóng hổi
Giữa cơn mưa lạnh buốt khiến ông sực nhớ ra phải đến 2 ngày rồi chưa có hạt cơm nào bỏ vào bụng. Cả hai ngâu nghiến ăn cứ như là ma đói. Lão ăn bài què vẫn trầm ngâm hết nhìn ông Thập, rồi lại ngó xuống què dịch ở dưới đất. Chưa đầy nửa tuần hương sau, ông Thập đã ăn xong, vừa chùi miệng bằng mu bàn tay vừa mở lời: "Có lẽ cụ không nhớ rằng lần đầu tiên tôi gặp cậu cũng là lúc tôi đương chết đói phải không?" Lão ăn mày què ngắt lời, rồi khe đáp lại bằng giọng thâm trầm: "Đương nhiên là tôi nhớ. Thậm chí tôi đã từng cho rằng chắc đời này sẽ chẳng thể gặp cậu. Chúng ta đã có mối duyên mệnh từ rất lâu." Ông Thập sững người, ngay cả Tam Quỷ cũng ngỡ ngàng đến mức quên cả ăn. Ông ngạc nhiên hỏi lại: "Duyên mệnh nghĩa là sao? Cụ là ai? Sao lại có thể nói như thế được?" Lão vén ống quần để lộ cho rõ cẳng chân đầy lông lá của mình. Lúc bấy giờ cả Tam Quỷ và ông Thập mới có dịp nhìn kỹ. Từ đầu cho tới đầu gối của lão là một con người đúng nghĩa. Còn phía ngày thường vẫn cụt lùn thì giờ lại xuất hiện ống đồng cùng khớp nối với mắt cá chân và bàn chân phủ đầy lớp lông sói màu đỏ rực. Lão ăn bài què khẽ gõ nhẹ vào chân, rồi cất giọng buồn rầu: "Lần đầu tiên xem bói cho cậu ở phiên chợ dưới chân núi, tôi đã từng hứa với cậu một ngày nào đó sẽ cho cậu biết vì sao tôi bị cụt chân. Thực ra chuyện xảy ra cũng đã mấy mươi năm, nhưng lúc nào nhớ lại tôi cũng ngỡ như vừa mới hôm qua. Việc tôi bị cụt chân chính là thư gắn kết duyên mệnh của tôi với cậu." Mặc cho ông Thập còn ngạc nhiên quá đỗi, lão ăn mày què chậm rãi kể tiếp: "Năm đó vị thầy lang cha tôi bị vu cho tội câu kết làm hại cốt nhục của viên quan lớn, phải tự vẫn để giữ trọn danh tiết. Chứng kiến lần thứ hai mất cha trong đời, tôi vừa đứng ở miệng vực vừa cười như một thằng điên. Lính tráng bắt tôi rồi dùng nhục hình tra khảo. Có lẽ lão quan năm ấy trông ngóng có con trai nối dõi tông đường nên rất căm hận. Lão hạ lệnh bắt tôi phải khai ra, nếu không thì chỉ còn con đường chết. Đêm hôm ấy, từ trong nhà ngục nhìn qua khe cửa, chợt thấy có một ngôi sao trổi bay qua. Lòng tôi lập tức dấy lên nỗi kinh sợ đến cực điểm." Vừa nhắc tới sao trổi, cả ông Thập cùng Tam Quỷ đều giật mình nhìn nhau đầy lo sợ. Lão ăn mày què vẫn tiếp tục: "Hẳn là các cậu cũng biết, sao trổi là thiên tượng đại họa của con người, điểm báo sẽ có biến cố rất lớn xảy ra. Đám binh lính trông thấy điểm gờ vội vàng cấp báo với quan trên. Bọn tù nhân ở cùng với tôi đều kêu khóc kinh hoàng, chúng sợ bản thân mình sẽ bị đem đi hiến tế cầu an. Thực ra tục hiến người này đâu phải do người Đại Việt nghĩ ra, mà là do lũ giặc cỏ phương Bắc gieo rắc vào nước ta ấy chứ. Biết được thời cơ của mình sắp tới, tôi vội vàng xin cai ngục truyền lời để tôi gặp quan lớn. Ban đầu ga cai ngục không tin, nhưng tôi chắc như đinh đóng cột rằng có cách để đối phó với sao trổi, để ga vội vàng tin ngay. Trước mặt quan lớn, tôi bày cho hắn chặt đứt vận hạn do sao trổi đem đến bằng cách chặt đứt chân của ngôi sao ấy." Tam Quỷ tỏ ra nghi ngờ: "Sao trổi vốn ở trên trời, làm sao mà ông lại có thể chặt đứt được cơ chứ?" Lão ăn mày què mỉm cười lắc đầu: "Cậu nghe tôi nói thật với tên quan ấy hay sao? Mới đầu lão cũng không hề tin, nhưng sau đó tôi trổ tài xem vận mệnh từ lúc nhỏ cho tới khi thăng quan tiến chức, thì lão vội vàng tin sái cổ, lại xem tôi như bậc thánh nhân. Cách chặt đứt đuôi sao trổi mà tôi bày ra cho hắn gâm ra cũng thật kỳ dị, ấy là phải dùng ngọn dao thật sắc có dính chút máu của quan lớn, sau đó khéo léo lóc hai cẳng chân của một người nào đó cam tâm tình nguyện. Máu chảy ra xối xả thì lập tức phải hưng ngay, rồi đích thân quan vẽ một hình ngôi sao trổi thật lớn bằng máu của người đó." Ông Thập cảm thấy lạnh cả người. Lão ăn mày què cười nhạt rồi nói tiếp: "Người hiến cẳng chân sẽ phải đi ngay lập tức, không bao giờ được gặp lại viên quan kia nữa. Việc tiếp theo mới quan trọng bậc nhất. Viên quan đó phải bắt buộc chặt đứt một ngón tay út của các bà vợ, rồi nướng thành tro hòa vào rượu vẩy lên trên ngọn sao chổi vẽ bằng máu ấy.
Còn như thế là mới được an vui, thăng quan tiến chức, lại có con trai nối dõi. Tam quỷ há hốc mồm, gã lắp bắp hỏi: sau đó thì thế nào? Lão ăn mày quẻ trầm ngâm: đương nhiên là viên quan ấy phải làm theo rồi. Từ lúc vào tù bị đánh đến thừa sống thiếu chết, tôi đã từng thề độc rằng nếu phải vong mạng cũng phải trả thù cho cha mình. Chuyện lúc nhỏ tôi bất tài vô dụng, để khi lớn lên lại để cha nuôi phải chết thảm. Tôi âm thầm suy nghĩ để tìm cho ngọn nguồn. Đám đàn bà có chung chồng, đám đàn bà có chung chồng thì đời nào mà thật tâm yêu mến nhau cho được. Nhất là với kẻ có diễm phúc mang bầu, kẻ hại chết cả mẹ con người thiếp kia, chỉ có thể là mấy bà vợ của viên quan ấy muốn mượn tay cha tôi để giết người. Tôi xin mỗi kẻ một ngón tay để đền mạng cho cha tôi, xem ra vẫn còn hời cho mấy ả. Lão ăn mày cười lạnh rồi lại kể tiếp: viên quan đương nhiên đồng ý, thậm chí gã còn không màng đến việc xem mấy bà vợ của mình có chịu đựng được hay không. Thứ mà gã lo lắng nhất đó là phải tìm một người cam tâm tình nguyện. Vì tôi đã dặn kỹ lưỡng, nếu như cưỡng ép kẻ nào đó thì bùa phép còn nhiều vô nghĩa. Ông thập nhíu mày hỏi nhỏ: chẳng lẽ kẻ đó là? Lão ăn mày què chỉ vào đầu gối: chính là tôi. Tôi là người cam tâm tình nguyện. Viên quan vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, gã cho rằng tôi có ý đồ gì đó không lành. Là vốn là kẻ lăn lộn trốn quan trường nhiều năm, sao có thể tin hoàn toàn người khác. Thế nhưng tôi chỉ nói rằng muốn giữ mạng để còn nối dõi tông đường cũng coi như là chuộc lỗi cho cha mình. Và thế là mọi chuyện diễn ra đúng như những gì tôi nghĩ. Ông thập nhìn tam quỷ, gã bối rối không biết phải nói gì hơn. Lão ăn mày què nhìn ông thập rồi kể tiếp: viên quan nghe thế thì tin ngay. Tôi căn răng chịu đau, từng thớ thịt trên người như bị xé làm mấy mảnh. Tôi đau đến chết đi sống lại. Sau đó viên quan cho người đưa tôi thức ăn và tiền lộ phí, rồi để tôi ở bìa rừng phía tây bắc hoàng thành. Đó cũng là nơi tôi gặp cha cậu. Ông thập ngỡ ngàng: gặp cha tôi ư? Cha tôi cũng chỉ là trưởng làng đi xuống núi đổi thuốc men cho dân như tôi thôi mà, sao lại có thể đi xa như thế được? Từ làng địa ngục xuống tới tây bắc hoàng thành phải gần trăm dặm. Lão ăn mày ho khổ khụ rồi nói: từ lúc cậu sinh ra, bà nội cậu đã gieo quẻ và biết rằng mệnh cách của cậu đặc biệt, không con không cái, nếu có thì lại chết yểu. Thêm nữa, mệnh của dân làng địa ngục đều rất ngắn. Bà nội cậu xem bói mới biết người sống thọ lâu nhất trong làng mới được bát tuần. Nghe nói tên của người ấy ứng với một quẻ trong bát quái. Còn lâu tất cả đều chết rất thê thảm, chết bởi tay một người mà không ai ngờ tới. Cha cậu sợ gia đình tuyệt tự tuyệt tôn, không có người thờ cúng, bèn đi tìm bậc thầy huyền học ở khắp nơi trong nhân gian. Cũng vì thế mà vô tình gặp tôi đừng sắp chết giữa đường. Nói đến đây, giọng của lão ăn mày què bất chợt ngậm ngùi. Lão khe khịt mũi một tiếng rất nhỏ, rồi nhìn ông thập khẽ nói: lúc đó tôi sắp chết rồi. Tôi vừa đói vừa lạnh, máu rỉ ra lênh láng, mùi máu tanh tớ sẽ dẫn dụ thu giữ trong rừng kéo tới. Tôi chỉ nghĩ mình có hai tâm nguyện lớn nhất trong đời là báo thù cho hai người cha. Cha nuôi tôi đã báo thù cả, còn cha ruột thì thù vẫn còn đó. Lúc đó tôi thấy cha cậu đi tới, ông hoảng hồn khi nhìn thấy tôi nằm thoi thóp giữa rừng. Thế là ông vội vàng sơ cứu cho tôi, rồi lại lấy bánh chưng gùi cho tôi lót dạ. Thực ra đương bị thương mà ăn bánh chưng thì rất độc, nhưng kệ, còn giữ được mạng là tốt rồi. Cha cậu là người cao lớn, ông nhấc bổng tôi lên đi tìm thầy lang cấp cứu. Thầy lang trong kinh thành nói có thể giữ được mạng cho tôi, còn chân tôi thì dù hoa đà tai thế cũng khó lòng làm được. Cha cậu không nghĩ nhiều, chỉ xin thầy lang dốc sức, cũng coi như là tạo chút phước đức cho con trai mình. Tam quỷ nhìn hai người đàn ông bên cạnh, một người dáng vẻ phong trần cúi gằm xuống, nước mắt rơi lã chã. Người đàn ông già nua còn lại dáng vẻ nửa người nửa quỷ cũng sụt sùi, đoạn lại kể: tôi mang ơn cha cậu suốt đời không quên. Tôi sắp chết
lại được ông ấy tha cái mạng chó về. Tôi muốn quỳ xuống khấu đầu với ông mà không được. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi còn thua cả loài thú. Cha cậu lần nào xuống núi cũng cố gắng đi tới nhà thầy lang thăm tôi. Biết tôi có dị tài xem bói, ông bèn hỏi hậu vận của gia đình và người dân trong làng ông. Khi nhìn thấy quẻ tượng bày ra trước mắt, tôi mới đoán được rằng dân làng ông phạm đại tội. Ma tà quỷ quái âm binh dày đặc trong làng. Quẻ lại xuất hiện xả động, ám chỉ có kẻ sẽ gây tà thuật trong làng. Vừa nghe đến đó, ông thập run lên bần bật. Kể cả nằm mơ, ông cũng không nghĩ rằng những thứ mà dân làng phải chịu đựng lại được tiên lượng từ nhiều năm về trước. Thế ông thập ngần người suy nghĩ. Lão ăn bài quẻ khẽ chỉ tay vào mấy cành cây khẳng khiu xếp bên cạnh ba đồng xu dưới đất rồi nói: lúc ấy tôi cũng xem quẻ cho cha cậu bằng những thứ này. Quẻ cũng nói thêm rằng sau này tôi cũng sẽ gặp phải họa sát thân trong đời, thế rồi sẽ gặp được ân nhân có huyết thống với ông ấy, nhất định tôi phải giúp đỡ người này, ấy là việc giữ tròn đạo nghĩa. Lão ăn mày đột ngột nhìn ông thập rồi thấp giọng: lần đầu tiên gặp cậu, từ lúc cậu đưa cho tôi chiếc bánh chưng ngủ y hệt như cha cậu đã làm, tôi biết được cậu là duyên mệnh với tôi từ trước. Mấy ngày hôm nay quẻ tượng rất xấu, đời tôi chưa từng xem quẻ nào lại kinh hoàng đến thế. Lại nói sáng ngày hôm nay nhân tiết lập xuân, tôi còn đứng ngoài cửa hang để xem thiên tượng, từ đây nhìn về hướng làng địa ngục. Vào lúc giờ dần và giờ mão, phía đông xuất hiện một lớp mây đen hình lưỡi câu. Thiên tượng ấy được ghi chép trong cuốn Binh Thư Yếu Lược của quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo. Cổ nhân cho rằng mây đen hình lưỡi câu ấy chính là... Ông thập nhoài người về phía trước, nắm chặt khuỷu tay gầy gò của lão ăn mày quẻ, rồi run run giọng nói: là sao? Cụ à, cụ nói đi, đừng làm con sợ. Lão ăn mày quẻ nhắm mắt rồi thở dài: ai, chữ lưỡi câu hình mây đen ấy chính là báo hiệu nơi ấy sẽ đại họa diệt vong. Giọng nói của lão ăn mày quẻ rất nhỏ, ấy thế mà ông thập nghe chẳng khác nào sấm đánh bên tai. Mặc dù lúc này ông đưa ngồi bên cạnh bếp lửa ấm áp, đều vẫn thấy lạnh cả sống lưng. Lão ăn mày quẻ thở dài: ai, giờ cậu đã tin tôi chưa? Từ lúc mới gặp, tôi đã muốn cậu nói cho tôi nghe làng địa ngục đã phạm phải tội gì mà bị họa lớn đến thế. Chẳng lẽ bây giờ cậu vẫn còn muốn giấu tôi? Câu hỏi của lão cũng chính là cây gai trong lòng tam quỷ bấy lâu nay. Dù chẳng âm trầm sâu sắc như người khác, Điền Gạc cũng cảm thấy tò mò vì tội lỗi mà ông trưởng làng bấy lâu nay cứ che giấu. Mà đâu phải chỉ có mình ông trưởng làng kỳ lạ, ngay cả bầy đom đóm dày đặc trong làng, rồi những người đàn ông đàn bà tóc trắng tinh như cước đều khiến cho kẻ ưa chuyện ba quái như gã cũng phải run sợ. Bên đường hai người bên cạnh đường chờ đợi mình, cuối cùng ông thập đành phải thu nhận uẩn tình năm ấy. Khi ông vừa nhắc đến người đàn bà bụng chừa trốn thoát trong đêm, rồi cả những quỷ sự ở làng vẫn luôn liên quan tới rắn rết âm hồn, lão ăn mày quẻ mặt biến sắc. Lão hốt hoảng kêu lên: vô thuật! Người nào đó đã hại làng cậu bằng vô thuật rồi. Không để cho ông thập kịp phản ứng, lão run run khẽ nắm lấy 6 đồng tiền xu rồi đưa cho ông thập. Lại dặn ông phải thật thành tâm và sóc nhẹ 7 lần. Khi sóc tiền phải nghĩ đến thứ khiến mình lo lắng nhất, sau cùng mới trải từng đồng tiền xuống đất. Lòng ông thập ngổn ngang suy nghĩ. Ông nghĩ đến vợ ông bỗng nhiên trở nên kỳ lạ, hành động như ma như quỷ, rồi nghĩ đến những người dân làng ông dường như rơi vào thảm cảnh. Lòng ông quặn lên như có một con gì đó cắn vào bụng. Tiếng đồng xu va vào nhau leng keng tạo thành thứ âm thanh êm tai. Ông thập nín thở, run run cầm từng đồng xu đặt xuống đất. Trong hang không tối nên cũng chẳng sáng rõ, cả ba người đàn ông đều phải cố gắng lắm mới nhìn thấy được mấy đồng xu cũ kỹ. Vừa thoáng thấy những đồng tiền mặt sấp mặt ngửa, lão ăn mày quẻ đã biến sắc. Lão lẩm bẩm một lúc rồi quay ra hỏi ông thập: quẻ này có ám chỉ đến nữ giới? Bạch bì là thứ áo trắng, vô tự là không con.
làng địa ngục có người nào như thế không? Lão ăn mày què vừa bật ra câu hỏi liền sững sờ nhìn ông Thập và Tam Quỷ. Lần đầu tiên gặp thì ấy đương mặc áo trắng nhạt điểm hoa, thì là người duy nhất ở làng không con không cái, chính là thị thập. Là thị, nhất định là thị. Đầu Tam Quỷ ong ong như có ai đó gõ vào từng hồi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến ga xây sầm mặt mày. Bầu trời bên ngoài sớm chớp ầm ầm. Ông Thập vội vã bước ra cửa hang, phát hiện trời đã gần tối. Cả ba người đang ngồi nói chuyện ở trong hang suốt mấy canh giờ. Mây đen vẫn vô keo đến, báo hiệu một trận vũ bão, như muốn gột sạch những thứ nhờn đuốc ở nơi bụi trần. Ông Thập nhìn về hướng làng địa ngục, thấy một cột khói bốc lên mù mịt, hình như lại có hỏa hoạn. Ông chỉ kịp quay lại nhìn Tam Quỷ và lão ăn mày què rồi run giọng: "Kiếp này được gặp hai vị, cho dù có làm hậu nhân của dã quỷ, tôi cũng không oán trách. Chỉ mong kiếp sau gặp lại, nhất định phải kể cho tôi nghe vì sao cụ lại có đôi chân sói như thế." Vừa nói dứt câu, ông Thập khẽ gật đầu một cái, coi như lời chào từ biệt. Thế rồi ông chạy vút đi, rồi biến mất sau tàn cây rậm rạp. Hết hồi thứ 78. Hồi sau có nội dung gì? Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.